Rồi bây giờ mình coi con Yanma 850 chạy cắt lúa hè thu nè các bạn. Rồi đang mấy anh mới kéo, đang kéo lúa vô các bạn. Đất này nước quá nước. Lúa và dục vô tung 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 mấy lúa. Coi chú chịu ruộng kỹ các bạn, bước lúa à. Vậy mà lấy lưỡi hái mà cắt mấy cái đó kìa, để hồi nó nước hết trơn.
Có lưới hái không? Cho chỉ mượn chỉ cắt cái đó kìa. Rồi, lấy lưỡi hái cắt mấy chỗ nước sập sập xuống nước lên nha các bạn. Tại nước quá nước rồi phượt xuống hết trơn. Ủa cái máy 85 kia nguyên cặp hả? Cái này nguyên cặp hả?